Mavavira ngồi ở nhà, quái vật đến, một cuộc phiêu lưu không gian có vẻ an toàn, vì sao máy nổ ngay tại chỗ. Xem truyện tranh về phi thuyền chiến đấu với quái vật giữa các vì sao, cái mũi phấn khích của Nobita đầy khói, bé xanh béo tò mò bước tới nhìn xem, cuộc phiêu lưu vũ trụ, Lan béo có linh cảm không tốt liền định bỏ chạy, nhưng điều gì phải đến sẽ luôn đến, kể cả khi Nobita chưa lên tiếng, ngay cả Fatty Blue cũng biết anh ấy muốn thực hiện một cuộc phiêu lưu ngoài không gian, nhưng không những không có không khí trong vũ trụ, nhiệt độ rất cao, thậm chí còn có những con quái vật lớn, chỉ là chút can đảm của Dacian, nếu bạn nhìn thấy một con quái vật, bạn có thể sẽ chộp lấy. Sự thật là đúng, nhưng nó quá tổn thương, Lan béo không còn cách nào khác đành phải lấy ra máy huấn luyện điều khiển tên lửa, sau đó lấy đĩa bay phù hợp ra, chỉ cần ngồi trong phòng điều khiển, nó sẽ giống như một cuộc phiêu lưu không gian, nhìn từ đĩa bay, nó sẽ tự động chuyển sang hình ảnh vũ trụ trên màn hình, béo xanh hét lên, đĩa bay bay lên từ từ, bức tranh cũng biến thành một vách đá, anh xanh béo đẩy cần gạt, hướng về phía vách đá, chúng ta sắp đánh hắn, tay đua kỳ cựu béo Lan quay vòng, biến nguy hiểm thành an toàn, Nobita mở cửa, những con đường mới cũng xuất hiện giữa những bức tường đá, cây Lan béo tự giải trí, Nobita quá tham lam muốn xem, Nobita vào buồng lái, điều khiển đĩa bay xuyên đường hầm bí ẩn, Lan béo tốt bụng khuyên Nobita lái xe chậm lại, nhưng với công nghệ của Nobita, chỉ cần kính vợ cũng coi như nhẹ rồi, Lan béo sợ đến đổ mồ hôi đầm đìa, vì đĩa bay bị hỏng, phòng điều khiển cũng sẽ nổ tung cùng với nó, để tồn tại, Nobita tăng độ cao của đĩa bay, hãy đến mái nhà, nhìn thấy một con quái vật từ xa, nhìn kỹ hơn, hầu như được sử dụng làm thịt ăn trưa, vậy danh tính thực sự của con quái vật này là gì? Nobita nhìn thấy một hang động khác từ xa, bay hết chặng đường, thực sự có một cái hồ bên trong hang động, ngoài ra còn có một con quái vật màu hồng và dịu dàng, và kỹ năng của nó là bắn nước, Shizuka chết lặng, phải chăng người ngoài hành tinh cũng thèm khát cơ thể tôi. Bỏ trốn, Nobita quyết định bay tầm thấp bằng công nghệ sóng, tôi nhắm mắt lại trong khi quay và nhảy suốt chặng đường, màn hình đột nhiên tối đen, người đam mê người ngoài hành tinh cuối cùng cũng bắt được đĩa bay thật, lúc này Siafu chỉ là một con quái vật tóc xanh trong mắt Nobita, Nobita nhấn ga và muốn lái xe đi, nhưng động lực nhỏ bé này hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi nanh vuốt của người chồng cao 1 mét, chồng mở cửa bằng lời mè nheo, chúng ta cần đưa Nobita vào lâu đài của quỷ, và một chiếc lồng chim đơn giản, nó cũng trở thành căn phòng bí mật cho việc ăn thịt đồng loại, Fatty Blue cho Nobita sử dụng cánh tay robot, nhấn nút, đĩa bay mọc ra 2 móng vuốt nhỏ, dựa vào cú kéo đẹp mắt bằng một tay, trốn thoát thành công, nhưng đại hùng suy nghĩ quá đơn giản, qua phòng tên lửa, hãy đến khu vực tiêu bản quái vật, Nobita sợ hãi, tôi được chiên, xào, hầm và hầm để làm mẫu, lúc này, chồng tôi đưa mẹ ra chứng kiến lịch sử, nhưng chỉ còn lại chiếc lồng chim vỡ, Nobita nhân cơ hội trốn thoát, qua báo đài, nhưng con đường đã bị chặn bởi cánh cổng, hãy đến phòng khách, kính khổng lồ ở khắp mọi nơi, ngay cả phòng tắm và nhà vệ sinh, cửa ra vào và cửa sổ cũng đóng kín. Lúc này, một con thú đã chặn đường, Nobita bỏ chạy trong tuyệt vọng, nhưng con quái vật đang tiến lại gần hơn. Trong tuyệt vọng, Nobita vào bếp, quái vật có một bước nhảy vọt về niềm tin, bị đập vào bình, tôi hút thuốc nhiều đến mức không còn đi theo con đường bình thường nữa. Phân tích màu xanh béo, người trong lọ rất có thể là Heddinghong, một kế hoạch trốn thoát mới xuất hiện, mẹ vợ trẻ một giây trước vẫn còn cười, con trai ngốc nghếch đang mơ mộng, nhưng giây tiếp theo tôi nhìn thấy một chiếc đĩa bay thực sự, đuổi theo mọi nẻo đường, cả hai bị Nobita lừa vào phòng chiến tranh, hồn ma Nobita đóng cửa lại, sau đó là làn sóng bì tiêu tấn công, mẹ không chịu được vũ khí sinh học, chỉ cần mở cửa sổ, Nobita cuối cùng cũng trốn thoát được, Nobita đã lấy lại được tự do và sẵn sàng về nhà, nhưng một lâu đài đáng sợ đã xuất hiện phía trước, vẫn tỏa ánh sáng vàng, không vào hang tộc thì làm sao bắt được hổ con. Lần này Nobita kiếm được rất nhiều tiền, nhưng một con quái vật gậy lớn xuất hiện giữa kho báu vàng bạc, một cây gậy ánh sáng, anh ta đánh Nobita và cả hai cho đến khi họ nổ tung ngay tại chỗ, nếu kẻ sát nhân là hổ béo, kho báu vàng bạc trên khắp mặt đất có thể là gì? Để có được vị trí siêu anh hùng, Nobita chọn đối đầu với hổ béo, nhìn vào đầu ra của cú đấm vào thịt, ai sẽ trở thành siêu nhân bảo vệ sự yên bình của thị trấn. Chuyện siêu anh hùng mặc nội y bên ngoài cứu mạng trên sóng truyền hình, Nobita và hai người nhìn nhau, mặt đỏ bừng, không ngờ, cốt truyện trong phim cũng xuất hiện ở thị trấn nhỏ. Hổ béo phát khăn trải bàn muốn giúp Nobita chiến đấu chống lại thế lực tà ác, thấy Nobita từ chối, FAT Tiger sắp tấn công mạnh mẽ, Nobita sợ quá nên bỏ chạy, FAT Tiger lại chạy đến nhà Jinxian để tìm kẻ xấu, thậm chí, anh còn bế cả người chồng cao chưa đầy 2 m, sử dụng nắm đấm của bạn để khiến anh ta thú nhận thế lực tà ác, nhưng chẳng phải thế lực tà ác nhất thị trấn FAT Tiger sao? Cuối cùng đã trở thành siêu anh hùng tự xưng, nhưng không có nơi nào để thể hiện tài năng của mình. Điều này không chỉ đáng lo khi mang bầu hổ béo, điều đó cũng khiến bạn bè cảm thấy rất nhiều áp lực. Mọi người quyết định bốc thăm, tạo kẻ xấu và để FAT Tiger đánh hắn. Nobita càng đầy tự tin, một phát bắn vào tâm hồn. Tôi nghe nói muốn làm kẻ xấu để cho FAT Tiger đánh tôi. Nobita quay người định tránh xa nơi đúng sai, nhưng người chồng lại nói cứu, triệu hồi ngay một con hổ béo. Thấy mạng sống của mình đang gặp nguy hiểm, Nobita hét lên và chạy về nhà. Cuối cùng sống sót trốn thoát về nhà, nhưng siêu anh hùng thực sự đã học được cách chặn cửa. Để trại của chúng ta cũng có những siêu anh hùng. Fatty Blue lấy ra vải siêu anh hùng, dù đây chỉ là món đồ chơi dành cho trẻ em sau này, nhưng ít nhất tôi có thể đi đến thiên đường và trái đất, vẫn có thể chặn được đạn trong khoảnh khắc nguy hiểm. Điều quan trọng nhất là nó còn có chức năng phối cảnh. Điều này khiến Nobita có một ý tưởng táo bạo. Nobita lên bàn, đá bằng cả hai chân. May mắn thay, nó đã trôi nổi vào giây phút cuối cùng. Anh còn thực hiện màn đóng thế mở cửa bằng khuôn mặt của mình, bay thấp trên mọi nẻo đường. Hãy đến phòng khách, tôi tình cờ gặp mẹ tôi cao chưa đầy 2 mét, lo lắng không móc được ống đèn. Nobita hóa thân thành người con hiếu thảo, cầm ống đèn trôi đi hết chặng đường, rồi dẫm lên tấm ván quan tài của Newton. Hệ thống treo chống trọng lực
trên mọi nẻo đường, đã giúp mẹ tôi thay được bóng đèn thành công. Tôi cảm thấy siêu anh hùng này đáng tin cậy hơn FAT Tiger. Hãy để Nobita vui vẻ một chút, bị dọa có thể bắt đạn bằng tay không? Ai biết giây tiếp theo, tôi bị chồng đá trúng mặt, bạn phải giả vờ bình tĩnh và không bị tổn thương. Bây giờ mọi thứ đều ném vào Nobita, ngoài ra còn có một viên gạch. May thay Nobita đã phản ứng nhanh chóng, chỉ khi đó anh mới giữ được vẻ ngoài điển trai của mình. Nhưng hổ béo sẽ không để một ngọn núi chứa được hai con hổ. Tôi muốn cạnh tranh với Nobita, đoán xem. Nobita chọn cách tích cực. Nobita không có kỹ năng, mỗi lần là căn hộ A, nhưng cú đấm có tác dụng chí mạng. Cuối cùng Nobita đã lấy được áo choàng của hổ béo, tuyên bố chiến thắng. Đây rõ ràng là trận chiến khiến kẻ thù phải tổn thương gấp ngàn lần, một trận chiến với 800 tổn thất, nhưng Nobita lại nghĩ mình là siêu anh hùng. Để bạn bè nghi ngờ anh bị búa của FAT Tiger làm hỏng não, anh hùng bị khinh miệt. Nó khiến Nobita không thể diễn tả được nỗi đau khổ của mình, quyết định âm thầm bảo vệ Shizuka. Bước đầu tiên là sử dụng chức năng phối cảnh để xác định vị trí của Shizuka. Ai biết được tất cả những điều này sẽ bị Shizuka ở phía sau nhìn thấy. Nobita chỉ có thể chạy trốn thật nhanh. Tôi gặp chồng tôi trên đường và nhờ giúp đỡ. Nobita cực kỳ phấn khích, nổi ở mức thấp, hãy đến bên chồng. Hóa ra chồng trẻ giàu có, tôi đã mua quá nhiều truyện tranh và tôi không thể mang theo được. Nhưng trọng lượng này giống như say rượu lái xe cho Nobita. Chồng sắc mắng, tôi nghe có người la hét để bắt kẻ trộm. Nobita chạy hết tốc lực đến hiện trường, nhưng tên trộm đã bỏ chạy. Nobita ngay lập tức có một làn sóng mắt rực lửa. Kết quả là anh bị đối xử như một đứa trẻ kỳ lạ, đang được tắm bằng nước. Lúc này tên trộm xuất hiện, thực ra là Tiểu Hắc đã trộm cá. Nobita bay lên mái nhà, tôi phải cạnh tranh khẩu phần ăn với Tiểu Hắc, nhưng lại bị Tiểu Hắc bắt được, biến thành đại họa. Nó không có ý nghĩa ngay từ cái nhìn đầu tiên, cách duy nhất là dùng vũ lực, nhưng chó cũng không thể đánh bại mèo, chưa kể cậu nữa. Nobita, sau một trận chiến, chiếc áo choàng cũng bị Tiểu Hắc thúng lấy đi. Nhìn độ cao có thể khiến bạn rơi vào miếng bánh nhân thịt. Làm sao Nobita, người không biết bay, có thể xuống được? Hổ béo nói sẽ đấm Nobita 100 cái. Nobita bảo đợi vài ngày, nhưng đúng lúc Nobita chuẩn bị hy sinh bản thân, FAT Tiger đã mặc cả bằng mọi cách. Tôi choáng váng và giảm 100 cú đấm xuống còn 10 cú đấm. Có phải hổ béo đã mất sức vì gần đây không ăn đồ đen? Đầy sự mong đợi của mọi người, chuyến đi vòng quanh thế giới trên kim khí cầu khởi hành từ Dubai. Tin tức này khiến Nobita và Béo Lan vui mừng. Ngày hôm sau, để xem kim khí cầu đã đi đâu. Béo Lan lấy ra một thiết bị theo dõi và bản đồ theo dõi, kéo bản đồ Trung Đông ra. Sau khi định vị được nó, tôi đã tìm thấy nó. Nobita tiến tới nhìn xem, tại sao lại đen như mực thế này? Khoảng cách và góc được điều chỉnh bằng một số nút bấm. Lúc đó Nobita mới nhìn thấy kim khí cầu đang bay. Chỗ dựa này chỉ đơn giản là phù hợp cho mọi người ngồi ở nhà, nhìn thế giới trước mắt bạn. Hãy nhìn xung quanh ngôi nhà của bạn. Tôi phát hiện ra một khung cảnh huyền diệu. Hai đứa trẻ nghịch ngợm này lại đang tìm đến cái chết. Nhìn gân của hổ béo, điều này rõ ràng là quá tải. Người chồng trở thành người tăng cường thịt người. Tôi nghĩ tôi có thể cất cánh ngay bây giờ. Hóa ra đó là một tên lửa không đối đất hạng nặng phát nổ chính xác. Nếu bạn muốn xem một trò đùa, bạn phải cười trước mặt. Nhưng không hiểu sao chồng tôi cũng bị thất sủng. Chẳng lẽ là bị hổ béo đánh sao? Hai người thua cuộc nói rằng nỗ lực bay vòng quanh thế giới bằng kim khí cầu sẽ thất bại. Nobita không đồng tình, anh ta còn hứa sẽ đặt cược 100 nắm đấm với họ. Nobita chết lặng trước bản tin buổi tối. Kim khí cầu đã mất liên lạc hơn 24 giờ. Anh và Lan Béo nhanh chóng kích hoạt thiết bị theo dõi, xác định vị trí kim khí cầu mất liên lạc. Ở đây có núi, có núi, rõ ràng kim khí cầu sắp chạm núi. Và khi Lan Béo đến vào thời điểm quan trọng, vấn đề cũ là không tìm được đạo cụ lại tái diễn. May mắn thay, vào thời điểm quan trọng, cuối cùng nó cũng lấy ra được cao su đất. Sử dụng ngón tay út của bé để giữ cục tẩy và xóa những ngọn núi trên bản đồ, nóc nhà thế giới đã biến thành đồng bằng vô tận. Kim khí cầu đã vượt qua thành công. Trên tờ báo ngày hôm sau đăng tin về sự xuất hiện trở lại của kim khí cầu. Nobita và Béo Lan nhìn nhau mỉm cười. Không chỉ cha mẹ, bạn bè tôi cũng đã xem báo. Shizuka và Nobita đều vui vẻ, nhưng FAT Tiger và Xiaofu lại tràn ngập hận thù. Tuy nhiên, sau giờ học, Nobita xem tin tức trên TV, tin tôi lại thắt lại, kim khí cầu lại biến mất. Tận dụng cơ hội để tát vào mặt bạn, FAT Tiger và Xiaofu vội vàng đi tới cửa và đưa ra những nhận xét mỉa mai, giơ nắm đấm về phía Nobita. Nobita tức giận đến mức đóng sầm cửa bỏ đi. Trở về phòng, Fatty Blue nói với anh rằng kim khí cầu thực sự đã đi chệch khỏi lộ trình của nó và lấy ra một chiếc quạt trái đất. Nobita nhìn cánh tay bé nhỏ của Lan Béo. Mặc dù tôi đã quạt thật mạnh nhưng trời không có nhiều gió. Tôi lo lắng đến mức chụp lấy chiếc quạt và biến thành công chúa quạt sắt, quạt một cách điên cuồng. Cuối cùng kim khí cầu đã được đưa trở lại lộ trình ban đầu. Làn sóng này nối tiếp làn sóng khác, chờ theo hướng kim khí cầu là có lốc xoáy. Dù Nobita đã cố gắng hết sức, nó không giúp kim khí cầu thoát ra ngoài, nhìn nó bị hút vào cơn lốc xoáy cho tới tối. Sau đó Fatty Blue mới tìm lại được kim khí cầu. Nó đã bị hư hại bởi một cơn lốc xoáy. Vậy là Lan Béo đã gửi tan hoa bằng máy. Tôi nhìn thấy chiếc khăn thời gian từ trên trời rơi xuống như ngọn núi năm ngón tay. Biệt lộ, vì trời đã tối rồi, phần còn lại chỉ có thể phó mặc cho số phận. Nobita đứng dậy khi mặt trời chiếu vào mông cậu. Tôi thấy không có dấu vết của kim khí cầu ở đâu cả. Đồng thời, Hổ Béo và Tiểu Phúc lại xuống lầu mắng nhà hắn, tuyên bố đã luyện tập 1000 nắm đấm, chỉ chờ được áp dụng vào Nobita thôi. Tại thời điểm này, một cái bóng khổng lồ bay qua, mọi người đều chết lặng. Hóa ra đó là một kim khí cầu đã mất tích suốt đêm. Có vẻ như Tanwa đã thực sự sửa chữa được nó. Hai người vừa nói muốn đánh Nobita, đột nhiên sắc mặt biến đổi. Mặc cả với Nobita, tôi nhất định phải mặc cả từ 100 nắm đấm xuống còn 10. Nó phụ thuộc vào việc Nobita có hạnh phúc hay không. Nếu Hổ Béo thua, bạn có nghĩ Nobita dám đấm FAT Tiger không? Tất cả thời gian trên thế giới đã dừng lại, lúc này chỉ có Nobita mới có thể tự do di chuyển. Mơ thấy chồng hổ béo sắp rơi xuống sông, cuộc sống treo lơ lửng trên sợi chỉ. Nobita hạnh phúc, một cú đá làm cho một người 80, đá Fatty Blue như một quả bóng. Nobita lại câu cá trong giờ học, vô tình thoáng thấy con bướm say. Tôi hét lên và muốn bắt anh ta. Thầy giáo tức giận đến mức huyết áp của ông cứ tăng cao. Anh ta bị giam giữ và trở về với lá bùa vẽ ma. Tôi suýt đưa thầy vào bệnh viện vì giận dữ. Tôi nhìn thấy vợ tôi trên đường đi học về, nhưng vợ tôi rất bận, đi học violin. FAT Tiger và Xiaofu cũng đang bận bắt côn trùng. Cậu còn thân thiện nhắc nhở Nobita rằng đã đến lúc phải trả sách. Vừa nghe xong câu chuyện của Nobita, mẹ tôi đã ném nó vào phòng tiện ích. FAT Tiger nghiến răng và đưa ra tối hậu thư cho anh ta. Ngay khi tôi về đến nhà, mẹ muốn Nobita chạy việc vặt ở thị trấn bên cạnh lần nữa. Nobita không giỏi
giỏi toán, nhưng cách tính thời gian khá chính xác, 2 giờ làm việc vặt, 4 giờ làm bài tập về nhà, 3 giờ để trả sách. Tuy nhiên, Nobita không hề lo lắng chút nào. Ngay khi tôi ném tập đi học, tôi bắt đầu buồn ngủ. Ngay khi bạn nhắm mắt lại và mở chúng ra, hãy bật cổ máy thời gian lên kế hoạch quay lại 10 giờ trước, nhưng Nobita đã bất cẩn, cổ máy thời gian đã được đem đi sửa chữa. Nobita là con rung tròn trong túi Domain, anh nhắc đến rất nhiều đạo cụ thao túng thời gian giống như đang kể tên các món ăn, nhưng tất cả đều đã ngoài tuyến. Nhìn thấy vẻ mặt bất mãn của Nobita, Lan Béo lấy ra ngọn đuốc thời gian. Ngay khi ngọn đuốc vừa tắt, Nobita tận mắt chứng kiến nó chảy như dòng sông cuồn cuộn. Đừng bao giờ dừng lại dù chỉ một giây vì bất cứ ai. Nobita, người phải chịu một cú sốc lớn về thể xác và tinh thần, đã quay trở lại. Béo Lan nhìn thấy liền lấy ra, nhận lại máy bơm áp lực gây lãng phí thời gian. Nó giống như một cái máy bơm, chỉ cần đạp bàn đạp, bạn có thể biến thời gian bạn đã lãng phí trong quá khứ thành một quả bóng bay. Nobita cố gắng hết sức để bú sữa, chỉ mất 10 giờ để lấy lại. Tôi nghe Lan Béo lại bắt đầu thuyết giảng. Nobita không nói gì vặn vang để Lan Béo dừng lại đi. Chắc chắn rồi, thời gian trên khắp thế giới đã dừng lại. Nobita bắt đầu làm bài tập về nhà, viết từng chữ, nhưng nếu bạn đặt chúng lại với nhau, bạn không thể hiểu được chúng. Nobita lại nằm xuống, tôi gần như ngủ quên trong thời gian thu hồi. Tôi không thể viết. Bạn đang tìm kiếm một sinh viên hàng đầu để dạy chỉ số IQ của mình. Thế là tôi đã học thành công bài tập về nhà của học sinh giỏi. Bước tiếp theo là về nhà và tìm cuốn sách của Siafu, lật đi lật lại. Nobita lại nổi nữa. Tôi đã rất vui khi đọc truyện tranh. Lâu lắm tôi mới nhớ gửi sách ra nhà chồng. Nhiệm vụ cuối cùng là chạy việc vặt. Nobita yếu đuối vừa chạy ra công viên vừa chịu không nổi nữa. Những con bọ đông lạnh khắp bầu trời khá hấp dẫn. Nobita ban đầu muốn khoe với FAT Tiger và những người khác bằng đôi tay đầy đủ của mình, nhưng điều này không thể hiện được sức mạnh của chính bạn. Tôi phải tiếp tục chạy việc vặt. Cuối cùng gói hàng cũng được chuyển đến tay người dì ở thị trấn bên cạnh. Bây giờ mọi công việc đã xong. Trên đường về, Nobita nhìn thấy người qua đường A và B kinh hãi nhìn về phía cây cầu. Hổ Béo, hai đứa trẻ nghịch ngợm bắt bướm này sắp bỏ chạy rồi. Mặc dù họ luôn bắt nạt Nobita, Nobita đã không giúp ép, nhưng Lam Béo cũng bất động và không còn nhiều thời gian nữa. Nobita nghiến răng, tôi lấy khăn trải giường và dây thừng ra khỏi phòng tiện ích. Sau đó anh ta đá một người đàn ông béo màu xanh bị đá xuống sông. Nobita buộc phần đầu của tấm da vào cây cầu rồi đặt xuống, và anh ta dùng Lam Béo làm công cụ để sửa sợi dây bên dưới, tự mình giữ đầu bên kia. Thời gian lại tiếp tục dòng chảy của nó. Vào lúc này, Hổ Béo và chồng nhỏ ngã xuống, được cứu nhờ lớp đệm của tấm kéo. Nobita cũng sẽ hành động dũng cảm khi gặp được người chính trực. Khỏi phải nói Lam Béo còn vui mừng thế nào khi hành động như một ông bố già. Bạn bè của tôi vẫn còn rất bận rộn, nhưng Lam Béo luôn cảm thấy đau nhức trong người. Nếu bạn nghĩ Nobita sẽ trân trọng thời gian của mình trong tương lai thì bạn đã hoàn toàn sai lầm. Bây giờ chúng ta có công cụ này, chỉ lãng phí thêm thời gian, đợi đến thời điểm quan trọng mới lấy lại và sử dụng. Mặc dù có cảm giác như Nobita đang cố bào chữa, nhưng tôi cảm thấy những gì Nobita nói có lý. Các bạn cũng vậy. Bạn nghĩ sao? FAT Tiger tận tâm tu luyện và cuối cùng trở thành yêu quái và vũ khí ma thuật của anh ấy. Thực ra nó là một củ cải đen và dài 40 mét được nhập khẩu từ Pháp. Ngay khi nhìn thấy trẻ em Nhật ném đậu để xua đuổi ma, tôi biết đó là sự xuất hiện của Sotobun. Tuy nhiên, Siafu đã biến lễ hội thành lễ hội thanh minh. Thở dài, cậu giải thích sự việc tương lai cho Nobita. Anh ấy còn nói mình thực sự đã đánh trúng ma. Con ma này không phải ai khác, đó là Hổ Béo. Cách đây không lâu, chồng tôi đã dùng vũ lực quá mức khi định nọc Hổ Béo. Hổ Béo vô cùng cảm động, quyết định ngày nào cũng sang nhà chồng hát cho anh nghe. Đã biết như vậy, tôi thà bị đánh chết bởi những cú đấm ngẫu nhiên, tôi sẽ không nhắm mắt khoe khoang một cách mù quáng nữa. Nobita đã tận mắt chứng kiến người chồng vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau vì Hổ Béo nhặt đi trên đường. Tôi muốn dùng giọng hát tuyệt vời của anh ấy để chữa lành trái tim tổn thương của chồng tôi. Đừng nói về Nobita nữa. Nhưng khi Lam Bàn Tử nghe được chuyện này, hắn liền toát mồ hôi lạnh. Một con chuột bước ra khỏi tủ để hoàn thành công việc. Lam Mập sợ hãi vội vàng lấy đạo cụ ra, cuối cùng lấy ra một hộp đậu. Tức giận, anh ta ném nó vào con chuột. Tôi nhìn thấy con chuột biến mất trong không khí sau khi bị ném. Nobita đã choáng váng khi nhìn thấy nó. Hóa ra đây là đầu đuổi ma. Cứ bị nó đánh thôi, sẽ được chuyển ra ngoài phòng. Nobita học và áp dụng nó khá giỏi. Ngay khi nhìn thấy mẹ nhờ anh chạy việc vặt, ngay lập tức ném một hạt đậu vào cô ấy, đưa cô ấy ra ngoài nhà. Đừng quên di chuyển túi mua sắm của bạn nữa. Bây giờ mẹ tôi phải đi mua sắm một mình. Lan Béo chợt nảy ra một ý tưởng, dùng cái này để đuổi đậu ma. Chúng ta không thể đuổi FAT Tiger ra khỏi nhà chồng tôi sao? Cứ làm đi. Hai người lập tức lao tới nhà chồng, giả vờ là fan cuồng nhiệt và mời FAT Tiger hát. Người chồng muốn lợi dụng lúc hỗn loạn để lẻn đi, nhưng dưới sự đe dọa của FAT Tiger, tôi phải biểu diễn vở kịch tứ xuyên thay đổi diện mạo. Hãy quay lại và nghe nhạc một cách trung thực. Bài hát tàn khốc của FAT Tiger khiến gan và túi mật của mọi người bị chia cắt, ngay cả tấm kính cũng sẽ vỡ tan. Nhưng Fatty Blue phải đợi thời điểm tốt nhất để ném đậu, nếu không bạn sẽ bị phát hiện. Cuối cùng, mập mạp lợi dụng lúc say của hổ mập, đuổi anh ra ngoài cửa bằng đậu. Tôi thấy những người qua đường bị sốc đến mức ngã xuống đất, anh đỏ mặt chạy về nhà chồng. Thấy vậy, Lam Béo không còn cách nào khác đành phải nói ra lương tâm. Hổ Béo thiên tài như vậy là do tập trung quá nhiều vào ca hát, thế nên anh đã vô tình chạy ra ngoài. FAT Tiger càng sưng tấy hơn khi nghe điều này, nhảy lên giường bắt đầu vòng hát thứ hai. Lần này đến lượt Nobita đuổi cậu ra ngoài, đúng như mong đợi, anh ấy có những kỹ năng tiềm ẩn của một tay bắn tỉa. Quả nhiên, tôi nhập hồn ngay lập tức, con Hổ Béo không chịu bỏ cuộc đã quay trở lại. Lần này tôi muốn thử tự mình ném hạt đậu, chủ nhà hơi thân thiện, biết đâu FAT Tiger đã chuẩn bị sẵn rồi. Sau khi nhìn thấy quả địa cầu bị hạt đậu đâm vào, lập tức đi ra ngoài cửa. Hổ Béo cuối cùng cũng hiểu ra, đó là vì một số người không muốn nghe tôi hát, dù Lam Béo và Tiểu Hổ có cố gắng đổ lỗi cho nhau đến thế nào đi chăng nữa. Nguyên tắc của FAT Tiger là đánh tất cả thành từng mảnh. Trong cơn tuyệt vọng, Lam Béo nhắm mắt lại và ném nó đi, không những không loại bỏ được con Hổ Béo, thay vào đó, họ đã quét sạch nhà chồng tôi. FAT Tiger từ đâu lấy ra một củ cải đen và dài 40 mét, đột nhập vào căn phòng nơi ba người đang trốn. Thật bất ngờ, Nobita và Siafu đã sử dụng đậu để chuyển ra ngoài, nhưng Lam Béo vẫn chưa kịp cử động, bị Hổ Béo bắt. Để cứu mạng nó chỉ có thể đưa đậu cho FAT Tiger. Bây giờ Nobita và Siafu lại gặp nguy hiểm. May mắn thay, chồng tôi có đầu óc sáng suốt, dạy Nobita cách quay đầu xe đột ngột, đã lừa thành công Hổ Béo. Nó khiến anh va phải cậu bé giao đồ ăn, khổ vì tắm mặt to. FAT Tiger lần này thực sự tức giận, biến thành một con ma ác thực sự, cho họ nếm thử củ cải đen nhập khẩu từ Pháp. Lúc này, mập mạp đã đến kịp lúc, ném đậu vào FAT Tiger. Không ngờ, dưới đòn tấn công Olala của FAT Tiger, mọi nỗ lực đều vô ích. Đối mặt với củ cà rốt và cây gậy rơi từ đầu xuống, Fatty Blue chỉ có thể ném hết số đậu trong hộp ra, thực hiện nỗ lực cuối cùng. Họ nghĩ rằng họ sẽ bị tổn thương não, nhưng không có gì xảy ra. Sau đó tôi nhìn thấy FAT Tiger đang trốn sau cuộc điện thoại không bật PG, quần áo vương vãi khắp sàn nhà. Hóa ra đậu tử đã đuổi FAT Tiger ra khỏi quần áo. Có vẻ như FAT Tiger cũng có thể nhút nhát. Nếu bạn là Nobita,
Nobita và những người khác. Bây giờ tôi sẽ giúp F.A.T. Tiger, hay quay đầu bỏ chạy. Nobita và Shizuka đang hẹn hò, nhưng nó vẫn chưa đến, cho đến khi Shizuka tới cửa. Lúc đó tôi mới nhận ra Nobita đã mất tích. Ngán ngẩm nhìn đầu học sinh vạn tuổi của Nobita, trở thành một cây chổi thì thế nào? Hay một cái đầu máy bay? Các bạn thấy kiểu tóc nào phù hợp hơn với Nobita? Anh ấy nói sẽ đến nhà Shizuka để học. Ai có con mắt tinh tường đều có thể nhận thấy điều đó. Động cơ ăn mặc cẩn thận như vậy của anh ta rõ ràng là không trong sáng. Liệu một chàng trai như Nobita có còn nghĩ đến việc ngân nga một giai điệu vui vẻ khi học tập không? Tôi sợ đã quá muộn để khóc. Khi đi ngang qua nhà Fatehu, Nobita bỗng có một linh cảm chẳng lành. Quả nhiên, khi hổ béo nghe tin Nobita đi học, anh hào phóng cho biết gia đình anh khá đông con, bạn có thể học bất cứ điều gì bạn muốn. Không vấn đề, Nobita không đánh giá cao nó. Huyết áp của hổ béo đầy, đánh anh ta mà không cần lý do. Vợ tôi đã tới cửa nhà tôi, Nobita vẫn chưa tới. Hai người phải cùng nhau đi tìm Nobita. Khi đi ngang qua nhà Fatehu, cả hai nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Nobita, đi vào và nhìn xem. Nobita ngồi trong thùng rác và khóc. Hóa ra F.A.T. Tiger không có ý tốt khi cho anh học ở nhà. Rõ ràng là Dacian muốn trông nhà và dọn dẹp nhà cửa cho anh ấy. Diễn thuật tính của vợ Shizuka thật tuyệt vời. Đó không những không phải là lỗi của Nobita đến trễ. Chúng ta cũng cần cùng nhau giúp đỡ. Tất nhiên, Lan Béo thực sự sẽ không để đôi vợ chồng trẻ này dọn dẹp nhà cửa. Nó thiết lập robot nhà, biến nhà của Fatehu thành robot thông minh. Bạn có thể giao tiếp với nó thông qua TV. Tôi nghe Lan Béo nói phòng bừa bộn quá, bản thân ngôi nhà cũng xấu hổ. Bắt đầu dọn dẹp nhanh chóng. Sự lộn xộn khác nhau trong phòng dường như vẫn còn sống. Bắt đầu tự mình dọn dẹp. Một công cụ hữu ích như vậy. Các bạn, bạn có muốn một khi Shizuka quay lại với đồ dùng học tập của mình? Nhà đã sạch sẽ rồi. Thảm bay hoàn toàn tự động sẽ đưa bạn thẳng tới phòng của mình. Shizuka, người luôn yêu thích sự sạch sẽ, đã nhìn thấy robot nhà khiến mọi người sửng sốt sau khi khiến ngôi nhà của họ trở nên sạch bóng. Nhận được một lời khen khác từ ngôi nhà, tôi thậm chí không thể nói được nữa. Nhà nghe nói muốn học, đệm và máy sưởi được giao ngay. Bầu không khí này thật tuyệt vời. Lúc này, chồng tôi cũng đến nhà Fatehu để đòi nợ. Dù ngạc nhiên, nhưng anh vẫn nghĩ biệt thự sang trọng của mình tốt hơn. Nhưng rồi anh ngơ ngác, nhà hổ béo cảm thấy khát nước, nó tự động làm nước ép tươi. Cô cũng sẽ chăm sóc chiếc quần bẩn của anh một cách chu đáo. Đây không phải là cao cấp hơn một biệt thự sao? Lại một vị khách bất ngờ nữa đến. Nhìn xem, trong nhà Fatehu không có người lớn, phải mua bán cưỡng bức. Chúng tôi thậm chí còn đuổi cô ấy vào nhà. Giờ đây cả nhà đang giận dữ. Đầu tiên tôi mời anh nhận, cánh cửa đóng. Sau đó, anh ta nhấc tấm chiếu lên và khiến anh ta ngã đập mông xuống. Tôi vẫn không thấy buồn sau khi thấy chú mình bị núi Thái Sơn lấn át. Ngôi nhà điều khiển máy sấy tóc để phun lửa. Nó đốt đít chú rồi, để lộ chiếc quần hồng đào trái tim bên dưới. Tôi không ngờ chú lại khá nhàm chán. Khủng hoảng đã được giải quyết. Mọi người rất biết ơn nhà. Đến chồng tôi cũng hết lời khen ngợi. Bây giờ nhà có chút lúng túng. Chẳng mấy chốc, mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ học tập. Hãy để chúng ra ngoài và chơi an toàn trong nhà. Cứ để việc dọn phòng cho nó. Hơn nữa, anh còn chủ động đưa F.A.T. Tiger đến trước. Những thứ mượn của mọi người đều được trả lại cho họ. Tôi hổ bé ngoài không gian rộng mở, thấy Nobita và các bạn đang đi chơi. Anh ấy còn nói sẽ tự mình trong nhà, do dự quyết định về nhà xem thử. Sau khi về tới nhà, ngôi nhà tự động mở cửa cho anh. Tôi cũng lau sạch dấu chân bẩn thỉu của F.A.T. Tiger để lại. Hãy bỏ đi những thứ mà F.A.T. Tiger vứt đi. Nhà lại gửi nước trái cây và đồ ăn nhẹ cho Fatehu. Tuy nhiên, F.A.T. Tiger hoàn toàn không tôn trọng uy tín của ngôi nhà. Không chỉ xả rác, tôi vẫn không thích việc ngôi nhà quá cũ. Cả nhà đau lòng trước lời nói của hổ béo. Anh ta nhấc tấm chiếu lên và đem F.A.T. Tiger từ tầng 2 xuống. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không mở cửa cho F.A.T. Tiger. Anh ấy cũng đã làm cho F.A.T. Tiger hiểu ý nghĩa của việc trở thành tinh dịch qua ống nước. Vậy tối nay hổ béo có dám về nhà không? Những con đường tương lai vắng tanh, có sinh vật ngoài hành tinh tấn công khắp nơi. Cùng xem cao thủ Nobita sử dụng súng như thế nào nhé. Cứu thế giới, kỳ nghỉ hè tốt lành. Nhưng vợ tôi lại muốn bỏ Nobita để đến Hokkaido. Chồng tôi còn tàn nhẫn hơn. Tôi muốn đến một biệt thự lớn ở Hawaii để tắm nắng. Ngay cả gia đình F.A.T. Tiger, tôi cũng sắp đi du lịch đến Guam. Nobita thật trống trải, cô đơn và lạnh lẽo. Tôi đã hứa sẽ không bỏ cuộc trong suốt quãng đời còn lại. Tất cả đều là lời nói dối của bạn bè. Ý nghĩ phải hứng chịu đòn chí mạng thứ hai sau chuyến đi. Nobita vội vã đi tìm Lan Béo. Hãy đưa mình đến một nơi tuyệt vời. Nhưng hôm nay Lan Béo hình như đã ăn phải thuốc súng. Vội vã về nhà, không nói một lời. Anh nhảy vào cỗ máy thời gian. Các thao tác đều mượt mà và trơn tru. Nobita hoàn toàn bối rối, nó có thể là một cuộc tấn công của người ngoài hành tinh hay ngày tận thế. Để xác nhận tình hình, Nobita quyết định đi tới tương lai, muốn chết xây nhà mà không biết số nhà. Chúng ta chỉ có thể đến đó trước, hãy thực hiện một chuyến đi đến tương lai một cách thuận tiện, thời điểm có thể đạt được. Nobita hoảng sợ, anh hoảng sợ, dùng đỉnh tháp làm ống hút cứu sinh. Đại hùng liếc sang một bên, có một chiếc đĩa bay, sự đuổi đánh, Nobita vô tình bị ngã. Thấy Nobita sắp biến thành kẻ cặn bã, tốc độ rơi đột ngột chậm lại, chỉ khi đó tôi mới cứu được mạng sống của mình. Nhìn phía sau, tôi phải than thở về sức mạnh của thiết bị chống trọng lực ở thế kỷ 22 và vùng đất mà Nobita tưởng là, nhưng đó không phải là đất, nhưng một khu vườn keo. Nobita bước đi trên con đường vắng, nhưng không thể nhìn thấy bất kỳ sinh vật sống nào. Quyết định hỏi ai đó, nhưng các cửa hàng trong tương lai đều sẽ là cửa hàng thông minh. Dù Nobita có hỏi thế nào, trí tuệ nhân tạo chỉ có một câu trả lời: thích và theo dõi. Kết quả là Nobita bị đánh nhầm và bị lột sạch quần áo. Tôi cũng nhận được miễn phí một bộ quần áo hợp thời trang trong tương lai. Quan trọng nhất là không có tiền. Nobita bước đi của một cán bộ kỳ cựu. Càng nghĩ về nó càng kỳ lạ. Lại đến nhà hàng, nhưng cũng không có người sống. Nobita chỉ có thể thưởng thức một bữa ăn miễn phí. Nhưng Nobita liếc sang một bên, khu vườn trên cao đang trong tình trạng chạy khắp xóm. Mặc dù tôi không biết nó là gì, nhưng miễn là nó là một sinh vật sống, Nobita không chú ý được suýt biến thành chuột chết đuối. Không ngờ anh ấy đã nhảy được 10 mét. Bây giờ Mavavira đã khám phá ra một thế giới mới, một cú nhảy nhẹ sẽ lập kỷ lục Guinness. Đi thang máy, hãy đến với Sky Garden, chạy suốt chặng đường, bắt mắt, nhưng chúng có rất nhiều sinh vật ngoài hành tinh. Nobita sợ hãi đến mức hét lên và bỏ chạy. Sinh vật ngoài hành tinh tấn công. May mắn thay, Nobita bước ra với đôi giày chạy bộ. Anh ấy cũng biết cách ngồi xổm trên cỏ vào những thời điểm quan trọng. Điều này đã cứu mạng tôi. Bây giờ Nobita lại càng hoảng sợ hơn. Có thể nào trái đất đã bị chiếm đóng, nhân loại đã bị xóa sổ,
Nobita nhớ lại sự hoảng loạn của Lang Béo lúc đó, chiếc búa thực sự đã biến mất. Tại thời điểm này, Thạch Tu xuất hiện ở phía sau hắn. Nhìn thấy cháu trai lớn của tôi, Nobita đã khóc vì sung sướng. Xem Nobita nói về cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh, Shishu cũng hoàn toàn hợp tác với màn trình diễn của ông nội. Tại sao tôi là người đàn ông cuối cùng trên thế giới? Loại đĩa bay nào xâm chiếm trái đất, giải phóng các sinh vật ngoài hành tinh, nướng con người thành từng mảnh vụn trong vài phút? Tôi thật tốt bụng khi đưa cho Nobita một khẩu súng, không có thời gian để than thở về sự sụp đổ của thế giới. Người ngoài hành tinh lại tấn công. Khi nói đến bắn súng, Nobita là vua. Những bước đi quyến rũ theo nhiệt độ của quỷ dữ và những góc độ bất ngờ và phức tạp, đánh bại các sinh vật ngoài hành tinh đến tận cùng. Nobita và Shishi cổ vũ lẫn nhau, phát động cuộc tấn công cuối cùng. Nhìn thấy chiến thắng trong tay, đĩa bay khổng lồ xuất hiện trên đầu. Một tia sáng trắng rơi xuống, đã đánh bay hai người. Khi Nobita tỉnh dậy, tôi nhìn thấy Shishi ngất xỉu. Chưa có thời gian để buồn, tôi thực sự đã nhìn thấy những con người khác một lần nữa. Fatebo vừa trở về sau chuyến du hành lên mặt trăng, Nobita vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai người đi vòng quanh hệ mặt trời và du hành tới sao hỏa cũng đã trở lại. Đôi mắt Nobita mở to như chuông đồng, vì tất cả những gì tôi vừa trải qua, tất cả đều chỉ là trò chơi ba chiều. Bởi vì Nobita dành toàn bộ thời gian để lang thang khắp nơi, đó là lý do cháu tôi không có tiền đi du lịch. Về phần Domain, tôi vừa quay về tương lai để thay thế linh kiện. Mặc dù Nobita chưa có khả năng du hành ở thời hiện đại, nhưng tôi có một trò chơi ba chiều còn thú vị hơn cả việc du hành. Vậy các bạn có đi du lịch trong kỳ nghỉ hè không? Chồng tôi dùng nước hoa cao cấp của Pháp, vẫn còn mùi hôi của FAT Tiger chưa tắm. Hãy để ông bắt cày có một chỗ mềm mại cho cả hai. Nobita cả ngày không làm gì, tại sao tôi lại nhận được 1.000 nhân dân tệ từ mẹ tôi? Để bắt trận đấu bóng chày, Nobita bị tạt nước bẩn, anh ta cũng bị bắn vào đầu bằng sơn màu xanh lá cây. Nếu bạn muốn sống một cuộc sống đàng hoàng, đầu phải hơi xanh. Nhưng mẹ tôi đã rất tức giận. Vừa thay quần áo, mẹ nhờ Nobita chạy việc vặt, nhưng Nobita đang bận hẹn hò, làm sao tôi có thời gian để đối phó với mẹ tôi? Nhưng vừa rời khỏi nhà, lại gặp hai gã chồng hổ đang chặn cửa. Nobita hét lên và bỏ chạy, nhưng bị trượt chân, tự nhuộm màu sô cô la. Đúng là hai ngày không đánh nhau, viên tuyến tiền liệt. Mẹ vừa nói thẳng những lời cay nghiệt, tôi sẽ không muốn bạn lần sau. Bây giờ Nobita đã ngoan ngoãn, hãy ra ngoài và làm việc vặt thật nhanh. Ngay cả khi tôi nhìn thấy vợ tôi, hãy tưởng tượng nó như một quả bóng không khí. Tại sao nó đáng sợ? Quần áo vẫn bẩn. Thấy Nobita sắp bị bỏ rơi, Lang Mập nhanh chóng lấy ra tờ, phải giúp đỡ. Con ông đang gặp rắc rối. Nobita vừa mới khóc một giây trước, giây tiếp theo tôi bị ông vò vẻ sợ hãi đến phát điên. Ai biết Honest sẽ thay đổi hướng đi? Nobita bị hại biến thành chuột chết đuối, nhưng dịch vụ hậu mãi đầy đủ. Ba lô của Nobita được hai chồng hổ nhặt về. Chồng tôi cũng là một thiên tài, nhìn thoáng qua là có thể biết ngay nó thuộc về Nobita. Không ngờ đàn ông lại bất ngờ tới, hóa ra đây là hoạt động bí mật của Phát Di Lan. Hổ và chồng trốn thoát bằng mọi cách, trốn trong cửa hàng rau quả. Sếp cũng là người có trái tim ấm áp. Tôi có một cái theo danh sách, nó chật cứng rồi. Những con ông bắp cày tiếp tục đi, đuổi theo hai người ra phố thương mại. Thấy tiệm bánh này nổi tiếng quá, ông bắp cày bắt đầu hành động ngay. Không có gì được thực hiện, nó làm những người sếp hàng sợ hãi. Người phục vụ sẽ không thể xử lý tất cả các thao tác này. Ai biết chồng tôi có mũi chó, tôi lần theo mùi hương và tìm thấy nó đã mua bánh mì, đi đến cửa hàng thịt vừa đúng dịp sale nửa giá. Đúng lúc hai người họ đang cảm thấy hụt hẫng, con ông đến. Hai người chỉ có thể vào cửa hàng mua thịt. Patty Blue thậm chí còn nghĩ rằng nó hơi nhiều, nhưng Nobita vẫn chưa phơi quần áo. Con hổ béo và cả hai bị đàn ông đuổi theo, trốn đến tận nhà Nobita. Sau vài lần vẫy tay, chiếc túi rơi vào tay Lang Béo. Hổ béo lo lắng, một loại súng máy phun nước khác, pháo bắn nước nữa, một số hoạt động, tưới nước khắp vườn. Béo Lang đưa đồ cho mẹ, hai chồng hổ cũng mang theo thùng cát tông bỏ chạy. Thấy không có đường thoát, hai người chỉ có thể lựa chọn ngồi xổm trên bãi cỏ. Hổ béo sợ quá, ai biết đây là một chiếc xe tải tái chế. Con ông cuối cùng đã bay đi. Nobita sợ quá không dám về nhà. Không ngờ Lang Béo lại ra mở cửa chào đón. Đi vào phòng trong tâm trạng lo lắng, nhưng tôi đã nhận được lời khen chân thành từ mẹ. Tôi cảm thấy như con trai lớn của tôi đã lớn. Nobita vẫn còn bối rối. Tôi nhận được 1.000 đại dương như một phần thưởng từ mẹ tôi. Những con ông thật tuyệt vời. Các bạn có sợ hãi không? Trò chơi bực gần đây mang đến cho mọi người những kỷ niệm về trò chơi tuổi thơ. Vậy các bạn thích chơi game gì nhất? Nobita không lọc vài tập suốt một tuần, những cuộc điện thoại đã được thực hiện tới nhà tôi. Vội vã về nhà, bị bóng chạy đánh trên đường. Bạn có thể gặp được tu hoàng FAT Tiger không? Nạn nhân cũng phải trở thành thủ phạm. Nobita, người đàn ông đích thực mang dòng máu sắt, một bàn thắng đã được gửi đến Senjia. Chú giận quá nên nổi cơn thịnh nộ. Những người bạn không còn cách nào khác là phải bắt được thủ phạm. Cho dù phía sau có sói, hổ, báo, Nobita vẫn trốn thoát được. Hổ béo làm sao chịu nổi khi có người bỏ chạy ngay trước mũi mình? Trực tiếp dùng 10 truyện tranh của Siafu để trao thưởng bắt người. Mẹ tôi ở nhà cũng dần trở thành bà hoàng. Patty Blue không còn cách nào khác là phải lấy quả bóng tuần tra ra. Tôi cần gửi tin nhắn trước cho Nobita. Bóng tuần tra tới đồi sau. Tôi tìm thấy Nobita dưới chiếc áo ngàn năm tuổi, có chó rừng, hổ và báo trong thị trấn, trong nhà còn có mẫu hậu. Tôi muốn về nhà bằng bất cứ cánh cửa nào, nhưng cửa nào cũng cần bảo trì định kỳ. Lang Béo không còn cách nào khác đành phải lấy nó ra lần nữa. Bản đồ lộ trình và đảo ngược chướng ngại vật. Nếu bạn quyết định làm điều đó, hãy làm nó thật lớn. Đầu tiên hãy bố trí bản đồ, sau đó đánh dấu vị trí của Nobita và kẻ địch trên bản đồ. Béo Lang liếc nhìn sang một bên, mọi người đều bị sốc. Nobita đang gây thù chốc quán khắp thành phố. Nobita vừa trốn thoát khỏi ngọn núi phía sau, kẻ thù xuất hiện trên bản đồ, làm theo hướng dẫn của Béo Lang, vừa thoát khỏi nanh vuốt của Haru. Patty Blue tiếp tục chỉ đạo, nhưng kẻ thù lại xuất hiện và nó vẫn tấn công từ cả phía trước và phía sau. Nobita chỉ làm được một hầm, thu hoạch thành công kẻ thù mới. Béo Lang bị sốc, thật là may mắn. Thấy quân địch đuổi theo phía sau, Patty Blue không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng những chiêu thức lớn hơn của mình. Lấy ra thiết bị dừng cờ, cây gậy rơi. Tôi vừa mới giết được ba mạng, không ngờ anh chàng mập xanh lại có vẻ ngoài dễ thương. Làm thế nào anh ta có thể tấn công mạnh mẽ như vậy? Hổ béo lo không bắt được Nobita, tôi cần phải đánh mạnh vào bạn bè của mình. Nhưng người chồng đã tìm được người trợ giúp bí ẩn, ăn vặt và ra lệnh cho con. Nhưng chuyện lớn đã xảy ra sau một ngụm trà sữa. Quân cờ chạy nhanh hơn con nhám. Hóa ra người trợ giúp mà tôi đang tìm kiếm là người của bộ phận điền kinh. Tôi đã tìm thấy Nobita trong vài phút. Nobita chạy sang bên phải theo chỉ dẫn của Lang Béo, không ngờ hóa ra lại là một con rùa nằm trong hũ. Làm sao mà anh chàng béo xanh này lại có tâm trạng uống trà chiều? Nhưng phải có đường lên núi bằng ô tô. Câu lạc bộ điền kinh thực sự đã chứng kiến Nobita trượt vào phản trống. May mà
và Nobita gầy hơn. Nếu Fatty Blue ở đó, anh ấy sẽ phải bay lên từ chỗ cũ. Nhưng lối ra là ngõ cụt. Nhưng Lan Béo lại bảo Nobita trốn vào nhà kho chờ bộ môn điền kinh đến. Tôi thực sự đã tìm thấy đôi giày trị giá 300 lạng bạc ở đây. Đợi bộ môn điền kinh vào kho, sau đó tôi mới nhận ra rằng đây thực sự là một trò lừa đảo trong một trò lừa đảo. Cánh cửa được đóng. Nobita là một người đàn ông tốt khác. Ngay cả bộ phận điền kinh cũng thất bại. Khổ Béo chỉ muốn đập chồng tôi cho đến khi toàn thân tan nát. Phần thưởng cao, câu lạc bộ thể dục lại được triệu tập. Nhưng chủ nhân thực sự nghĩ rằng phần thưởng quá thấp. FAT Tiger sẽ tăng giá bằng mọi cách, đi thẳng đến phá sản. Dù sao thì tôi cũng phải trả số tiền này. Xanh Béo vẫn đang chỉ huy Nobita. Một quân cờ xuất hiện trong tư thế quyến rũ. Nobita bối rối. Một nghệ sĩ đu dây bị ngã trên đầu. Tôi chạy lại và gặp lại chiếc máy lăn cơ thể người. Con đường phía trước cũng bị chặn. Nobita chỉ có thể quay đầu bỏ chạy lần nữa. Không ngờ vẻ ngoài của người thứ ba còn ngầu hơn. Sắc bị biến dạng. Nobita sà xuống. Theo sau là một bước, nhưng không có lối thoát. Fatty Blue chỉ có thể chuyển sang màu đen trở lại. Một làn sóng của cây gậy gửi đi bộ phận điền kinh. Nhưng bộ môn thể dục rất nhanh nhẹn và khó đề phòng. Lan Béo hoảng hốt, hắn hoảng sợ. Nobita cũng trốn vào tòa nhà, ngồi chờ bắt rùa vào hũ. Dù có khó khăn, mệt mỏi đến mấy cũng không thể khiến mình khổ sở. Dù thế nào cũng phải đi thang máy. Ngay lúc câu lạc bộ thể dục đến, thang máy cuối cùng cũng di chuyển. Nhưng ngay cả khi bạn đi thang máy, Nobita vẫn bị đẩy vào ngõ cụt. Phản đồ mở rộng Blue Fatty, nó thực sự đã khiến Nobita nhảy khỏi tòa nhà. Có lẽ tôi sẽ lao vào biến chiếc xe đạp của mình thành một chiếc mô tô. Nobita nhảy. Tôi thực sự đã trải nghiệm niềm vui nhảy thoát hạnh phúc nhất ở độ tuổi của mình. Tôi tưởng tôi sẽ trốn thoát, không ngờ công việc của khoa thể dục còn tốt hơn. Sau đó một bàn tay xuất hiện. Nobita đã lưu chồng đẩy vali cao cấp nhập từ Pháp. Thực sự có một người ở bên trong. Để không bị phá sản, người chồng thành lập liên minh tạm thời với Nobita. Nhìn thấy nhà đang ở phía trước, hiện tượng bất ngờ có thể xuất hiện trên bản đồ. Nobita thăm dò đầu cậu. Cậu Béo cũng thò đầu vào. Đối mặt với sự chênh lệch về sức mạnh, liên minh tạm thời bị giải tán ngay tại chỗ. FAT Tiger sắp giết người bằng nắm đấm của mình. Không ngờ hổ mẹ lại như thần giáng xuống lôi con hổ béo đi. Nhưng ngay khi cánh cửa mở ra, chỉ cần nhìn vào bản đồ, nhà có hai trường cuối. Nobita và cả ba đang chơi một trò chơi, rõ ràng là vừa thua trò chơi. Nhưng giây tiếp theo, mọi người đều mặc quần áo kỳ lạ, trở thành một đoàn tàu hình người. Học sinh đứng đầu bên kia muốn mời Shizuka đi du lịch Okinawa. Nhưng giây tiếp theo, anh cũng mặc một bộ quần áo kỳ lạ, và điều kỳ lạ này cuối cùng đã chỉ ra gia đình Nobita, bởi vì việc này là do Lan Béo lên kế hoạch. Trò chơi vòng quanh Nhật Bản, đây là sản phẩm được ưa chuộng để vui chơi và du lịch trong tương lai. Hành động còn tệ hơn sự phấn khích. Xanh Béo giành được tấm vé của Nobita. Mọi người đều đã đi qua trò chơi. Điểm xuất phát là tháp Tokyo, biểu tượng của Tokyo. Luật chơi là ném xuất sắc. Điểm bắt đầu cũng là điểm kết thúc. Đội đầu tiên hoàn thành việc check-in ở Hokkaido và Okinawa sẽ là đội chiến thắng. Nhưng tại sao Shizuka lại muốn ghép đôi với một học sinh đứng đầu? Học sinh đứng đầu ném 6 điểm. Nhiệm vụ tái chế xuất sắc được hoàn thành bởi Robin Mini. Sau đó trò chơi chính thức bắt đầu. Nhóm Shizuka dẫn đầu và nơi họ đến đó là đền Nippon-Tosubu ở tỉnh Tokyo. Nơi này nổi tiếng với món bánh bao chiên, chứng kiến ngoại tình giữa thanh niên Bạch Nhật. Nobita chỉ trách mình lên nhầm xe. Lần này đến được hai chồng hổ. FAT Tiger ném 5 điểm và hai ASEAN cán được số 4. Đối với công tác, một điểm cảm ơn. Giá một điểm là người đó đã chuyển đi nhưng vẫn ở Tokyo. Hai chồng hổ vượt đại dương đến đảo Sado ở tỉnh Niigata. Tôi không ngờ đây là hòn đảo không có người ở. Mặt khác, nhóm của Yasun thực sự đã lên một tầm cao mới. Người chồng cảm thấy việc di chuyển là không công bằng, nhưng chỉ cần bạn lăn được 4 điểm trở lên là bạn cũng có thể gửi lên nó. Mặc dù FAT Tiger ném 6 điểm, nhưng thói quen chơi game rất sâu sắc. Tôi tưởng mình có thể đến Hokkaido chỉ trong một lần, không ngờ phương tiện di chuyển lại là bồn tắm. Lúc này nhóm Shizuka đã đến tỉnh Miyagi. Đây là hồ Hina lớn nhất Nhật Bản. Nó đơn giản là một nơi phải lựa chọn để học tập. Lúc này Nobita đã âm thầm vượt xe, bởi vì chúng ta phải giữ phẩm giá của một người đàn ông. Bên kia, nhóm Yasun đến Hokkaido trước, đã hoàn thành lần đăng ký đầu tiên. Nobita cũng không kém cạnh. Người thứ hai đã đến Hokkaido. Chúng tôi cũng ăn cua hoàng đế đắt tiền. Mặc dù nhóm của ASEAN đang dẫn đầu, nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra. Cả hai đã đập thần dịch hạch. Chỉ một động tác, hãy để hai người họ trở lại như cũ. Tôi đoán là tôi sẽ không thể trở lại đúng hướng trong một thời gian. Và FAT Tiger đã dựa vào cánh tay của mình để buộc phải sử dụng bồn tắm. Đến Hokkaido, nơi đầu tiên phải check in. Nhìn Nobita ăn uống, Hổ Béo chỉ muốn chiếm lấy cho riêng mình. Không ngờ người chồng lại cung xuất sắc. FAT Tiger cuối cùng thậm chí còn không dám một miếng. Điểm dừng chân tiếp theo của nhóm công tác là con đập ở tỉnh Toyama, và nhóm Shizuka cũng vừa chụp xong ảnh trẻ em ở tỉnh Hyogo. Không ngờ lần này bộ đôi chồng hổ lại bị lật úp, từng quay lại ba khoảng trắng. Tất nhiên, chồng tôi phải gánh vác trách nhiệm này. Nhóm Shizuka lại đến công tác tỉnh Totori, một địa điểm hẹn hò khác. Dù bộ đôi hổ chồng có lùi lại ba ô vuông, nhưng tôi được hưởng lợi là có thể đổi hành khách. Chồng không nói gì, hãy để sinh viên hàng đầu trải nghiệm niềm vui khi có một người đàn ông trên đầu một người đàn ông. Khi Shizuka có được Shizuka, anh ấy cũng có được thần bệnh dịch. Shizuka trực tiếp bị bắt cóc. Fatty Blue bảo Nobita đừng lo lắng, bởi vì trong giây tiếp theo, con kỳ hương đã biến thành công chúa. FAT Tiger đi theo học sinh đứng đầu và cho rằng mình chắc chắn có thể giành được vị trí đầu tiên. Lần này họ đến tỉnh Okama, nơi nổi tiếng với món cua. Vừa nghe đến đồ ăn, Hổ Béo liền không tự chủ được, nhưng khi bạn lấy được con cua, Hổ Béo không dám nói nữa. Đây là loài động vật được bảo vệ cấp quốc gia. Nếu FAT Tiger ăn nó chỉ bằng một miếng, anh ta sẽ bị nhốt vài năm. Nobita cuối cùng cũng có được Shizuka. Chúng tôi cũng đến thăm tỉnh Kei, nơi nổi tiếng với suối nước nóng, nhưng Nobita không quan tâm đến nhà tắm công cộng. Tất cả những gì tôi muốn làm là đi đến công viên giải trí, nhưng Nobita đã không ném được 5 điểm. Nhưng sau đó chúng tôi đến Yufun, nơi cũng nổi tiếng với suối nước nóng, nhưng Nobita đã không cho Shizuka một cơ hội, lại đến thánh địa suối nước nóng Beppu. Lần này Shizuka thực sự tức giận. Thần bệnh dịch ban đầu muốn trở thành trưởng lão của mặt trăng, nhưng Nobita lại rất bối rối về phong cách. Thần dịch hạch không còn cách nào khác đành phải trả Lan Béo cho Nobita. Lúc này Nobita đã tới Okinawa. FAT Tiger không muốn thua trò chơi, nhưng học sinh đứng đầu lại là một kẻ ngốc định hướng. Đội công tác và đội chồng đến Okinawa cùng lúc. Hè đến rồi ai cũng muốn xuống nước vui chơi, nhưng đúng lúc này đội Subeba cũng đã đến. Hóa ra học sinh giỏi nhất không phải là kẻ ngốc. Thay vào đó, tôi chọn chế độ máy bay nhanh hơn. Hổ Béo vẫn chưa quên mối ác cảm với việc thay đổi đội của chồng. Mọi người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay lại tổ hợp ban đầu. Chồng tôi sẽ dùng cuộc thi này để quyết định ai sẽ là người giúp việc gia đình trong một tháng. Thật tình cờ, Lan Béo cũng muốn trả thù việc vừa rồi bị gọi là kẻ hư. Trận chiến không khúc súng bắt đầu. Mọi người đang vượt qua những ngọn núi và rặng núi, trải qua 99-81 khó khăn. Nobita cuối cùng cũng trở về Tokyo trước. Nhưng một điểm cuối cùng, hãy để Nobita bị tiểu hổ trói lại. Nobita chỉ cần ném thêm 2 điểm nữa là có thể giành chiến thắng. Mặc dù số 5 đã được tung ra, nhưng nếu không dừng lại vừa phải, bạn sẽ không thể về đích. Chồng ném 4 điểm cũng đã vượt qua gần cuối. Hai nhóm thành viên liên tục chạy tới chạy lui về đích. FAT Tiger làm nên điều kỳ diệu với sức mạnh phi thường. 2 điểm lăn, hãy để hai người họ về đích trước và Nobita cũng sẽ trở thành nô lệ trong nhà. Tôi tưởng mình đã đánh mất số phận của mình, không ngờ chủ nhà lại gây bất ngờ lớn. Tổng cộng có 65 vòng để chạy, mọi người đều bị sốc. Vậy các bạn có muốn trải nghiệm loại game này không?